Chiều mùng 3 tháng 10, Hit Honda Mạo Khê phối hợp với Công an thị xã tiếp tục tổ chức hoạt động ngoại khóa an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ tại trường tiểu học Yên Thọ. Chương trình an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam tổ chức từ năm 2008. Những năm qua, Hit Honda Mạo Khê đã thực hiện hiệu quả hoạt động này tại các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Đông Triều. Tại đây, các em học sinh trường tiểu học Yên Thọ đã được công an thị xã hướng dẫn nhận biết 5 nhóm biển báo giao thông và được các hướng dẫn viên lái xe an toàn của Hit Honda Mạo Khê hướng dẫn một số nội dung về đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau xe đạp và xe máy an toàn. Chương trình an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ được xây dựng và triển khai nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục ý thức, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trường tiểu học Yên Thọ bằng phương pháp giảng dạy đơn giản, dễ hiểu, sử dụng tài liệu giáo dục an toàn giao thông có hình ảnh và phim minh họa sinh động hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, tạo niềm vui cho các em khi học an toàn giao thông, xây dựng ý thức về an toàn giao thông. Nhân dịp này, Hit Honda Mạo Khê đã trao tặng nhiều phần quà, trong đó có mũ bảo hiểm cho các em học sinh và tặng quỹ khuyến học trường tiểu học Yên Thọ số tiền 2 triệu đồng.